Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sort phông cho tấm ảnh này nha. Ví dụ tấm ảnh mình chụp á, tấm ảnh ở phía sau này nè, cái phông này nó rất là xấu, cho nên mình hướng dẫn cho các bạn cách sort phông cho cái phông ở phía sau nó nhẹ đi, rồi chỉ mình chỉnh cái tấm ảnh cho nó màu nó sáng và nó đẹp hơn một chút xíu nha các bạn. Rồi khi mà các bạn mở Photoshop lên và mở một tấm hình lên thì trước tiên các bạn cho tạo thêm một cái layer mới nữa, là mình nhấn Ctrl Z trên bàn phím nha, thì nó tạo thêm một cái layer mới nữa nè. Để tạo thêm một cái layer mới thì mình làm việc trên cái layer mới này. Rồi để mình muốn xóa phông cái nền này để cho nó nhẹ đi thì mình sử dụng cái công cụ ở bên đây. Mình để ý là công cụ bên đây nè, để mình chọn cái công cụ này, laser tool L, cái là phím tắt là L các bạn. Mình chọn cái này, rồi mình chọn cái này thì để mình chọn nó. Thì lúc mình chọn á, mình cho cái viền nó nằm ở bên trong cái đối tượng một chút xíu nha các bạn. Lúc mình làm nhò phông thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, mình cho nó nằm ở phía trong nè, phía trong chút xíu. Mình muốn ấy hình thì mình nhấn Ctrl dấu cộng trên bàn phím thì cái hình nó sẽ phóng to hơn cho các bạn dễ làm việc. Đó, các bạn chọn cái hình này, đó, chọn rất là dễ, chọn cho nó nằm ở phía trong hình này. Hết luôn. Rồi Ctrl dấu từ thì cho phóng cho nó nhỏ lại để mình làm việc cái vùng ở bên dưới. Ví dụ các bạn mà nhấp lộn ở bên đây, nó nhấp lộn thì các bạn nhắm cái chữ delete ở trên mặt phím nha các bạn. Delete thì nó sẽ làm việc lại, nó sẽ bỏ đi cái đó. Các bạn khoanh vùng hết cái đối tượng luôn. Rồi, ok, enter. Đó, nó chọn cái vùng này, các bạn thấy cái vùng chưa? Cái vùng nhưng mà em bé này nó đang nằm cái vùng này thì các bạn chọn select này. Các bạn chọn click phải màn hình nha, click phải màn hình. Select Enver thì nó chọn lại cái giao diện ở bên ngoài, cái màn hình ở bên ngoài đó, bên ngoài. Tại mình làm việc cái vùng bên ngoài. Rồi, rồi mình nhấn chữ Ctrl Z trên bàn phím nha. Thì nó tạo ra một cái layer 2 nè, layer 2 các bạn để ý nè, tạo ra một cái layer 2. Mình tắt thử cái hai cái nút mắt này nè. Thì các bạn thấy không? Thì cái hình người nó sẽ mất. Bây giờ mình mở lại. Rồi, ok, mình chọn cái layer 2 nè, đó, layer 2 nha. Rồi, bắt đầu mình vô chỗ filter. Filter chọn blue. Chọn Lotion blue. Đấy, các bạn thấy nó nhẹ không? Còn nếu mà các bạn cho nó nhẹ ít lại thì mình kéo cái thanh này nè. Đó, các bạn để ý nha. Đó, mình kéo càng về gần thì cái hình nền nó sẽ đậm đi. Mình cho cái càng về cao á, thì cái hình nền nó sẽ mờ đi bớt. Đó, các bạn muốn mờ nhiều hay mờ ít thì các bạn chọn. Đó, nếu mà các bạn chọn mờ nhiều á thì cái hình ở bên trong hình em bé này nè, nó sẽ đi nhẹ hơn nhiều. Thì mình chọn lại cho nó nhẹ ít thôi. Đó, nhẹ ít thôi. Rồi, ok ha, ok. Sau khi mình chọn hình nhẹ rồi mình nhấn chữ shift và shift trên bàn phím, mình chọn ba cái layer, mình rút nó lại nha, mình rút nó lại là click phải trên màn hình, nhấn cái chữ flatten nè, đó thì nó rút lại. Rồi, bây giờ mình chỉnh lại màu cho nó hơi đẹp lại chút xíu, thì mình vô cái chữ cái chữ này nè, đó. Rồi mình chọn cái dòng này, adjustment nè, chọn dòng này, rồi mình chọn cái dòng là đầu tiên luôn. rồi nó hiện lên. Rồi cái dòng ở tên đầu tiên đó là cho nó sáng lên chút xíu, sáng lên chút xíu. Còn cái dòng thứ hai này màu sắc cho nó đậm lên một chút xíu, đó, màu sắc cho nó đậm hơn chút xíu. Ok. Rồi mình muốn chỉnh màu một chút xíu nữa, mình nhấn Ctrl D thì nó hiện ra cái bảng màu, Ctrl D hiện ra bảng màu. Thì ví dụ các bạn muốn cái mặt người á, mặt em bé này nó cho chuyển cái màu đó, nó hơi đỏ đỏ một chút xíu nè, đỏ đỏ một chút xíu, ha, làm cho nó hồng hồng một chút xíu, đó, không, cho nó hồng hồng một chút xíu. Tùy theo cách mình chọn, mình muốn thích cái màu nào thì mình chuyển thành cái màu đó, đó, nó là như vậy. Rồi mình ok. Thì nét cơ bản nhất thì mình hướng dẫn cho các bạn cách xóa phông đơn giản cho dễ hiểu. Còn nếu mà các bạn có thích học Photoshop cơ bản nữa, hay là muốn tách nền riêng, tách luôn cái nền này ra luôn để mình thay cái nền khác cho em bé, thay nền khác luôn, thì nếu các bạn thích, các bạn nhớ đăng ký kênh của mình, thì video sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tách nền và làm một cái hình nền khác hoàn toàn, bỏ cái nền này luôn đó. Ok, xin chào các bạn nhớ đăng ký kênh để xem video tiếp theo nha các bạn. Xong rồi mình sẽ lưu nó lại nha, vào file, chọn save. Chọn save có nghĩa là mình save đè lên cái tấm ảnh cũ hồi nãy. Còn nếu mình save lại cái tấm ảnh mà mới thì mình tạo một cái save as, ha. Save as có nghĩa là tạo thành một cái tấm mới hoàn toàn. Còn nếu mà mình save chồng lên nhau á, chồng lại tấm cũ á, thì mình chỉ nhấn vào file chọn save là ok. Trên cái bàn phím nè, viết tắt của nó là Ctrl F nè, Ctrl Shift F nè, đó, mình nhấn Ctrl Sale, bấm ok, rồi là nó sale chồng lại cái tấm mới. Hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn cách xóa phông đơn giản thôi.